Vâng, xin chào toàn thể web đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục mua về một lô hàng. Đây là một mẫu vang số chính hãng mang thương hiệu của Debiotic. Mẫu vang số này thì rất là hot. Tại sao lại vậy? Đầu tiên thì em nó sử dụng linh kiện, đó là một chip ECHO cao cấp DSP 48 bit. Hát ECHO thì rất là mượt mà, rất là hay. Và thì kèm theo đó thì sẽ có tích hợp reverb và có phần mềm ở trên máy tính. Ngoài việc đó ra thì chiếc vang số này có thể kiểm soát được bằng tay đến 99%. Các bác không biết sử dụng máy tính, các bác có thể chỉnh tay được hoàn toàn chiếc vang số này. Và giá của em nó thì rất là tốt, chỉ ngang tầm với những chiếc vang cơ lai số hiện nay thôi. Chỉ trên 3 triệu đồng thôi, các bác đã sở hữu cho mình một chiếc vang số chính hãng được bảo hành lên tới 2 năm. Thì các bác cũng đã đoán được mẫu vang số gì rồi đúng không ạ? Đây là chiếc vang số DB-S500P phiên bản 2022. Và lần trước thì nhà hãng cho ra một phiên bản đó là S500P một màu. Nhưng đây là phiên bản mà có hai màu. Ngoài màu ghi lần trước em đã review thì lần này hãng đã phân phối ra một màu nữa, đó là màu đen. Vậy là sản phẩm này, chiếc vang số DBS500P này sẽ có hai phiên bản màu, màu đen và màu ghi, để tùy các bác có thể lựa chọn phối ghép và bộ dàn phù hợp một màu. Thì bây giờ thì em sẽ mở hộp để giới thiệu cho các sản phẩm này. Bên trong thì sẽ có một quyển sách hướng dẫn và một lô đèo này S500P và một râu bắt sóng của Bluetooth. Phụ kiện đi kèm sẽ có một điều khiển remote từ xa. Chiếc vang số này thì em sẽ setup được 4 mode, 3 mode karaoke, 1 mode nghe nhạc. Thì các bác không cần phải đến bấm tay, các bác chỉ cần dùng điều khiển thôi. Tinh chỉnh từ xa, volume to nhỏ của nhạc này, volume to nhỏ của mic, vang nhạc và đổi mode. Đó, rất là tiện lợi. Một chiếc dây nguồn và một cổng dây kết nối USB để chỉnh phần mềm trên máy tính. Sản phẩm được ke xốp rất là cẩn thận ở bên trong hộp. Đây, màu đen đây, cũng là màu đen luôn thôi nhá. Thì phiên bản đầu tiên ra của chiếc 500P này là bản nâng cấp của chiếc vang số S525A, và phiên bản thì có trước có một màu thôi là màu ghi. Thì lần này về nhà hãng phân phối thêm một màu nữa, đó là màu đen và màu ghi, tổng là có hai màu. Và đây là chiếc vang số S500P em xin giới thiệu lại tới các bác. Logo Debiotic, cổng kết nối USB để cắm phần mềm về máy tính và một cổng USB bật nhạc. Như lúc đầu em đã nói thì chiếc vang số S500P này có thể tinh chỉnh được bằng tay đến 99%. Các bác không muốn lên máy tính tinh chỉnh thì các bác có thể sử dụng bằng tay này. Ngoài việc đổi mode này, chỉnh chế độ chống hú này, chỉnh đường tín hiệu vào input này, mic equalize, tức là chỉnh phần equalize 15 chế độ cần gạt, music equalize, echo equalize. Các bác chỉnh có thể, sau khi chỉnh xong có thể lưu bằng save. Một màn hình hiển thị thông số để chúng ta có thể kết nối, kết hợp với bên phím này để tinh chỉnh bằng tay. Và một phím tinh chỉnh control, volume to nhỏ của đường mic, của đường vang nhại và music, nút nguồn ở phía trước, model S500P. Phía trên thì hãng Debiotic có dập nổi logo của hãng Debiotic The Personal vào trên vỏ. Một chiếc tem của nhà hãng DB này, và chiếc tem chống hàng nhái hàng giả. Số hotline của nhà hãng, cần hỗ trợ tư vấn gì có thể liên hệ trực tiếp qua hãng. Và đây là phía sau rắc cắm nguồn. Chiếc vang số S&P này thì tích hợp 6 cổng output ăn chơi, gồm 2 cổng rep line, 2 cổng surround và 1 cổng center, cổng sub. Tín hiệu đầu vào, như em đã nói thì chiếc vang số này tích hợp những đường tín hiệu cao cấp như là cổng quang optical, cổng code và một dâu sóng Bluetooth đây, kết nối được nhạc trên Bluetooth, cổng USB và 2 cổng tín hiệu đầu vào AUX 1, AUX 2 và tích hợp thêm 1 cổng rec output livestream, cắm mic livestream này. Và phía sau sẽ có 2 cổng mic, mic 1, mic 2 và cùng với đó là 2 volume to nhỏ. Một chiếc vang số sử dụng chip DSP 48 bit, chip ECHO cao cấp và có thể
và giá của em nó thì rất là tốt, chỉ trên 3 triệu đồng thôi. Các bác liên hệ trực tiếp qua Hiếu Minh thì sẽ được báo giá tốt. Đây, đây là các số hotline của Hiếu Minh Audio. Các bác xin liên hệ qua Hiếu Minh để bên em có thể tư vấn về kỹ thuật cũng như là báo giá tốt nhất các sản phẩm tới các bác nhé. Số hotline của miền Bắc có số là 0919182233 và 0869997229. Trong Sài Gòn có số hotline là 0982352313. Và hiện tại thì Hiếu Minh Audio đang có 2 cơ sở bán lẻ. Ngoài miền Bắc có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trong Sài Gòn có địa chỉ tại 48B Cự Xá Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh và cách bến xe An Sương khoảng 500-700m nằm trên quốc lộ 22. Ok, và bây giờ thì em sẽ lắp chiếc vang số này lên bộ dàn và cùng các bác trải nghiệm chất âm của em nó nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mom.